Xin chào quý vị đang đến với kênh YouTube Mark Home. Đây sẽ là nơi mà chúng tôi đăng tải những công trình do đội ngũ của Mark Home thiết kế thi công, chia sẻ những kinh nghiệm trong thi công và cập nhật những xu hướng thiết kế mới nhất. Kênh YouTube này cũng là nơi mà chúng tôi chia sẻ những vấn đề về phong thủy trong thiết kế cũng như là thi công xây dựng. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại văn phòng Mark Home miền Nam, có địa chỉ tại số 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 thì sẽ là showroom vật liệu. Tầng 4 là nơi làm việc của các kiến trúc sư và các tầng còn lại thì sẽ là dành cho phòng họp, phòng studio quay các video của phòng truyền thông cũng như là nơi sinh hoạt của đội ngũ nhân viên. Và hiện tại thì Ánh Diệu đang có mặt tại tầng 1. Ở đây là khu vực lễ tân đón tiếp khách. Bên này thì sẽ có một bàn làm việc và quý khách hàng di chuyển đến đây thì có thể ngồi đây để trao đổi trực tiếp với các kiến trúc sư. Bên cạnh đó thì Mark Home còn có văn phòng tại Hà Nội cũng như là Hà Tĩnh. Rất là hoan nghênh quý vị có thể đến trực tiếp để trao đổi với các kiến trúc sư cũng như là tham quan văn phòng hoặc là lựa chọn vật liệu xây dựng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ đến với công trình ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ nhé. Xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mark Home. Mark Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ trúc sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mark Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mark Home vào công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mark Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mark Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mark Home. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Nhà đẹp Mark Home. Đây là nơi mà chúng tôi thường xuyên đăng tải những video về các công trình đẹp do chúng tôi thiết kế và thi công. Bên cạnh đó sẽ là những cập nhật về những chương trình ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn trong năm, cũng như là chia sẻ những vấn đề liên quan đến phong thủy trong thiết kế và thi công xây dựng. Và trong số mới nhất ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình chị Hiền có địa chỉ tại Lâm Thao, Phú Thọ. Đây là một công trình do đội ngũ của Mark Home thực hiện. Về Mark Home của chúng tôi thì công ty Mark Home chuyên về thiết kế và thi công trọn gói. Chúng tôi hoạt động trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó thì hệ sinh thái ngành xây dựng của Mark Home rất là đa dạng với tư vấn phong thủy, phân phối vật liệu xây dựng nè quý vị. Và nếu như quý vị có nhu cầu thì hãy gọi đến Mark Home số hotline 096 445 8888, 0828 133 333 hoặc là 0924 099999. Đây đồng thời cũng sẽ là những số có Zalo, cho nên trường hợp nếu như mà chúng ta đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài, chẳng hạn như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc v.v. thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn, cũng như là có thể ký kết hợp đồng từ xa. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã thiết kế và thi công rất là nhiều công trình cho khách hàng tại Việt Nam cũng như là tại nước ngoài có nhu cầu thi công xây dựng nhà tại Việt Nam chúng ta. Nếu như quý vị quan tâm đến vấn đề xây nhà trọn gói thì có thể truy cập vào trang web mohomrup.vn, quý vị viết liền không dấu như là trên màn hình và sau đó thì sẽ chọn vào mục xây nhà trọn gói nào quý vị. Tại đây thì chúng tôi sẽ có
những thông tin về ưu đãi cực sốc như là sẽ tặng 100% gói thiết kế khi thi công trọn gói nào quý vị. Bên cạnh đó thì sẽ có những chương trình ưu đãi kèm theo tùy vào những thời điểm khác nhau trong năm. Và ở đây là một số lý do mà chúng tôi đưa ra khi mà quý vị lựa chọn xây nhà trọn gói Mắc Hôm. Tiếp đến bên dưới thì chúng tôi sẽ có bảng giá xây nhà trọn gói. Tất nhiên thì đây chỉ là chi phí tham khảo thôi, nhưng mà dựa vào đây thì quý vị cũng sẽ có được một cái nhìn khách quan hơn. Chúng ta chủ động về vấn đề chi phí xây dựng để có thể làm có nhiều phương án hơn khi bắt tay vào việc xây dựng. Bên dưới là bảng báo giá thi công trọn gói miền Nam theo diện tích. Cùng với đó thì sẽ là một số vật liệu cho quý vị tham khảo đối với gói hoàn thiện, nè, gói khá, gói cao cấp. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ có những ghi chú kèm theo cũng như là hình ảnh minh họa rất là trực quan quý vị ha. Và đó là một số chia sẻ của chúng tôi về công ty. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với công trình ngày hôm nay, công trình của gia đình chị Hiền. Thì có thể thấy đó chính là công trình này mang phong cách kiến trúc hiện đại. Bên trên thì sẽ là hệ mái bằng quý vị. Đây là một trong những công trình mà được rất là nhiều chủ đầu tư yêu thích lựa chọn, đặc biệt là đối với những ai sở hữu đất lô phố hoặc đơn giản là gia chủ yêu thích công trình trẻ trung, phóng khoáng và hiện đại. Ở công trình này thì chủ yếu hình khối chúng ta thấy sẽ là những khối hình rất là vuông vức hay còn gọi là hình kỷ hà. Thì hình kỷ hà sẽ bao gồm những hình như là hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn vân vân, và có thể kể đến một số các hình biến thể như là hình thang, hình bán nguyệt hay là hình thoi. Với công trình này thì quý vị sẽ thấy là từng đường nét thì chúng tôi thi công rất là gãy gọn và phải nói rất là sắc nét luôn. Về phương diện màu sắc thì ở đây sẽ có sự kết hợp giữa những gam màu trung tính, chẳng hạn như là màu trắng nè quý vị, màu nâu, hoặc là gam màu ở đây thì sẽ là gam màu của gạch dạ đá với màu ghi. Đi kèm với đó thì sẽ là gam màu nóng, đó chính là gam màu vàng của đá chẻ ở vị trí này. Xem thêm một số vị trí khác nữa thì quý vị sẽ thấy công trình này nổi bật bởi vì chúng tôi sử dụng vật liệu ốp lát hợp lý, thì có thể kể đến như là gỗ nhựa tại đây. Chúng ta biết thì gỗ nhựa có thể được sử dụng linh hoạt cho cả vị trí ngoại thất lẫn nội thất của công trình. Ưu điểm chính là chi phí hợp lý nè quý vị. Bên cạnh đó thì còn có khả năng chống chịu lại những tác động đến từ thời tiết. Chúng ta sẽ không lo sợ vấn đề bị cong vênh, co ngót hay là mối mọt. Và việc sử dụng đá chẻ có gam màu vàng nhạt ở đây thì cũng sẽ là một điểm nhấn cho công trình. Gam màu này thì rất là dịu mắt, cho nên khi mà nhìn vào thì sẽ đảm bảo tính thẩm mỹ nè. Chúng ta không cảm thấy nó quá bị rối rắm, nên là quý vị cũng có thể tham khảo chất liệu này cho công trình của mình. Xem qua một vòng thì quý vị sẽ thấy là ở công trình này chúng tôi sử dụng hệ thống, đó chính là nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính cho những vị trí cửa đi cũng như là cửa sổ, và đặc biệt là cửa chính của công trình thì đó sẽ là kính hộp hai lớp, ở giữa sẽ có nan hoa đồng trang trí. Bởi vì chúng ta thấy là vị trí cửa chính thì đặc biệt là quan trọng rồi, nơi chúng ta vào ra cũng như là nơi chúng ta đón tiếp khách nữa. Cho nên đặc biệt một chút thì sẽ giúp cho công trình trở nên là thu hút cũng như là ấn tượng và cá tính hơn. Đồng thời thì với những công trình mang phong cách kiến trúc hiện đại như thế này, quý vị cũng có thể sử dụng thêm những vách kính để làm đẹp nè, cũng như là giúp lấy vào ánh sáng một cách tốt hơn. Hệ thống lan can ban công ở đây thì chúng tôi sẽ sử dụng đó chính là sắt sơn tĩnh điện quý vị nha, nhẹ nhàng, tinh tế, đẹp về thẩm mỹ, và nó cũng có độ bền rất là tốt, cho nên là chúng ta có thể yên tâm sử dụng. Ở phía trên tầng 2 cũng như là tầng 3 ở trên thì sẽ có một khoảng ban công được thiết kế đưa ra, và những vị trí như thế này thì chúng tôi sẽ tận dụng để có thể là đặt vào những chiếc đèn ngoại thất. Từ đó khi mà về đêm thì chắc chắn công trình của chúng ta sẽ lung linh hơn. Bây giờ thì xin mời quý vị xem qua hình ảnh phối cảnh ban đêm của công trình để thấy được vẻ đẹp của công trình khi về đêm nhé. Đây chính là hình ảnh 3D phối cảnh ban đêm của công trình. Quý vị sẽ thấy được việc mà chúng ta sử dụng đèn ngoại thất, chẳng hạn như là cho những vị trí tường nè, khoảng đua ra, và đặc biệt là tại vị trí này thì chúng tôi sẽ còn đi đèn dây LED ngay rãnh tường cũng như là lên đến phía trên luôn. Thì chính thiết kế này giúp cho công trình của chúng ta sáng nè quý vị, cũng đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình, tránh được những tình huống xấu. Ở một góc nhìn khác, từ trên nhìn xuống thì quý vị sẽ thấy là tại đây thì chúng tôi sẽ thiết kế
một hệ lam bằng bê tông, bên cạnh đó sẽ là mái che quý vị. Đây là mái che gỗ nhựa và khung thép sơn tĩnh điện. Bên trên thì sẽ có thêm mái kính nữa để giúp làm đẹp là thứ nhất, và thứ hai là chúng ta có thể là hạn chế được tình trạng nước mưa, và việc mà sinh hoạt vui chơi ngay vị trí này thì cũng sẽ tiện hơn rất là nhiều. Cổng và tường rào của công trình thì sẽ được đầu tư nha quý vị. Về phần cánh cổng thì sẽ là sắt nan gỗ, còn tường rào ở đây thì chúng tôi sẽ tạo ra những khoảng thoáng bằng việc là kết hợp giữa những cột bê tông và những thanh sắt sơn tĩnh điện như thế này. Thì khi mà nhìn vào công trình chúng ta sẽ thấy là có độ thoáng nhất định, không khí lưu thông cũng dễ dàng hơn và hạn chế được việc đó chính là che mất đi vẻ đẹp của công trình chính ở bên trong. Đó là một số chúng ta quan sát về ngoại thất 3D của công trình. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng xem qua một số hình ảnh thực tế. Đây là hình ảnh đội ngũ của Mockhome về tận gia đình ở Lâm Thao, Phú Thọ để gặp gỡ gia đình, trao đổi về vấn đề đầu tư cũng như là những yêu cầu sở thích riêng và ký kết hợp đồng. Công trình này thì khu đất sẽ quay về hướng Đông Bắc nè quý vị. Một số hình ảnh hiện trạng khác mà chúng tôi ghi lại đây. Và đây là góc nhìn từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy được khu đất xây dựng của gia đình. Tiếp đến sẽ là hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Hồ sơ này thì sẽ có đến 51 trang quý vị nha. Với mặt bằng hiện trạng thì chúng ta sẽ thấy được khu đất xây dựng của công trình. Đây, vị trí mà được gạch những đường kẻ màu đen sẽ là khu đất xây dựng. Kế bên sẽ là đất của chị gái. Và ở đây là một ngõ để có thể đi vào khu đất của gia đình. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi lại đặt vị trí cổng ngay phía này như quý vị thấy tại những hình ảnh mà thiết kế 3D. Trang tiếp theo thì sẽ là mặt bằng định vị công trình. Chúng ta sẽ thấy được vị trí xây dựng của công trình so với khu đất. Và phía trước thì sẽ có một khoảng sân, cũng như là bên hông thì chúng tôi cũng đảm bảo chừa ra một khoảng cách nhất định để cho việc chúng ta di chuyển dễ dàng hơn. Với bát trạch phong thủy thì năm sinh của gia chủ là 1983, mệnh Đoài, Tây tứ mệnh. Các hướng tốt để xây dựng nhà thì có thể kể đến như là Tây Nam, Thiên Y, Thiên Thời che chở. Hướng Tây phục vị nhận được sự giúp đỡ may mắn, hướng Đông Bắc phúc đức mọi sự ổn định và hướng Tây Bắc sinh khí phúc độc vẹn toàn thu hút tài lộc. Vậy là với việc xây dựng công trình về hướng Đông Bắc thì chúng ta có thể yên tâm bởi vì đây là phúc đức mọi sự ổn định. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng xem về kích thước xây dựng của công trình. Công trình này sẽ có chiều ngang đó chính là 9m và chiều sâu là 11,9m. Từ đó thì chúng tôi tính được diện tích sử dụng cho tổng công trình là 260m2. Về công năng thì sẽ được bố trí rất là chặt chẽ, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng của gia đình cũng như là cân đối theo diện tích xây dựng. Ở tầng 1 thì sẽ là khu vực phòng khách nè quý vị, với diện tích 22m2. Chúng ta đi vào phòng khách từ vị trí sảnh chính qua cửa chính dẫn vào bên trong, một bố cục không gian rất là vuông vức. Và tiếp tục đi vào sâu bên trong thì sẽ đến được với khu vực phòng bếp kết hợp phòng ăn 18m2. Khu vực tích hợp này thì sẽ kết nối trực tiếp với cửa đi dẫn ra sảnh phụ. Còn thiết kế về bên phải thì sẽ là phòng ngủ số 1, căn phòng này có diện tích 17,5m2. Cuối cùng thì sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung 5m2. Để cho quý vị dễ dàng xem cũng như là hình dung ra là sau khi mà công trình chúng ta đưa vào sử dụng thì sẽ bố trí công năng như thế nào, nội thất ra sao, chúng tôi có hình ảnh 3D bốc máy. Đây là góc nhìn mà chúng ta thấy từ trên nhìn xuống quý vị nha. Khu vực phòng khách tại ngay vị trí này, và khi mà chúng ta sử dụng thì có thể bố trí nội thất tương tự như là trên hình. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ có thêm một chia sẻ nữa, đó chính là tại vị trí mà phân cách giữa phòng khách và bếp ăn thì có thể là chúng ta không cần phải xây một bức tường bê tông cố định và bích kính như thế này đâu, mà thay bằng một hệ lam hoặc là một hệ tủ cũng rất là thích hợp. Thậm chí là vị trí này chúng ta còn có thể là không thiết kế phân chia quá rõ với khu vực phòng bếp ăn mà thay vào đó là một thiết kế liên thông. Vậy thì vị trí của TV có thể đặt về bức tường ở phía đối diện của bộ bàn ghế cũng rất là hợp lý. Còn vị trí này thì chúng ta có thể đặt vào một bể cá cảnh hoặc là một quầy bar. Như vậy thì vừa làm đẹp mà chúng ta vừa tăng thêm diện tích sử dụng cho không gian. Bếp ăn thì được bố trí phải nói rất là cơ bản và chặt chẽ rồi. Hệ tủ bếp thì sẽ được thiết kế tận dụng góc vuông của căn phòng nè quý vị. Còn ngay vị trí trung tâm thì sẽ là một bộ bàn ghế ăn.
Với thiết kế phòng ngủ thì vị trí đặt giường ngủ sẽ rất là quan trọng, bao giờ cũng sẽ là vị trí mà chúng ta tựa vào một bức tường chắc chắn, tránh hướng thẳng ra cửa sổ hoặc là cửa đi. Về gạch ốp lát thì quý vị có thể tham khảo gạch giả gỗ để tăng thêm cảm giác ấm áp cho căn phòng. Vị trí của khu vực nhà vệ sinh chung đặt về cuối công trình như thế này là hoàn toàn hợp lý. Đầu tiên là tính thẩm mỹ và thứ hai là cũng tiện cho việc chúng ta di chuyển. Tiếp tục trên tầng 2, tầng này sẽ là khu vực phòng thờ nè quý vị, có thêm hai phòng ngủ nữa và khu vực nhà vệ sinh chung. Hai phòng ngủ thì sẽ có diện tích lần lượt là 18m2 và 16m2. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ xem qua hình ảnh móc máy. Đây chính là khu vực phòng thờ. Phòng thờ là nơi tôn nghiêm nhất trong công trình, cho nên là về hướng và cũng như là bố trí nội thất như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ đặc biệt chú trọng. Thông thường thì quý vị lưu ý là chúng ta nên tránh đặt bàn thờ đâu vào bức tường của nhà vệ sinh hoặc là bếp nấu. Phòng thờ thì cần phải đảm bảo sự riêng tư nè quý vị, nhưng cũng nên có độ thông thoáng nhất định để tránh việc ám mùi khi chúng ta hương khói. Về hai phòng ngủ thì quý vị thấy là bố trí cũng khá là cơ bản với giường ngủ, tủ quần áo, hai bên là tách đầu giường hoặc là chúng ta linh hoạt bố trí thêm bàn trang điểm, bàn làm việc tùy vào nhu cầu sử dụng. Khu vực nhà vệ sinh chung thì được bố trí cũng tương đồng và giống với khu vực nhà vệ sinh chung bên dưới. Cơ bản thì vẫn sẽ có lavabo, nè, toilet cũng như là khu vực sàn tắm đứng. Trên tầng 3 thì chủ yếu khu vực này sẽ là tầng tum, chúng tôi dành ra 5m2 để bố trí khu vực giặt, bên ngoài sẽ là sân chơi cũng như là sân phơi. Với những công trình máy bằng thì cái ưu điểm mà chúng ta thấy rõ nhất đó chính là có khoảng sân thượng, phục vụ cho nhu cầu giặt phơi, trồng trọt hoặc là vui chơi của cả gia đình. Đặc biệt là đối với những ai sở hữu đất lô phố đó quý vị, khi mà chúng ta không có khu đất xây dựng quá lớn, chủ yếu phục vụ cho việc xây dựng công trình rồi, không còn nhiều khoảng sân nữa, thì việc mà có được khoảng sân thượng như thế này quá là quý giá, có thể mang đến nơi vui chơi sinh hoạt cho cả gia đình, các em nhỏ cũng có thể vui chơi tại đây. Và nếu như mà công trình của chúng ta đặt tại khu vực sầm uất, đông đúc thì hoàn toàn sân thượng này cũng sẽ là một nơi rất là lý tưởng để kinh doanh quán cà phê và những cái quán ăn nho nhỏ như là mô hình mà chúng ta thấy hiện tại rất là phổ biến tại những thành phố lớn, chẳng hạn như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc là Cần Thơ, Đà Nẵng. Đó là một số về chia sẻ khu vực sân thượng trong việc chúng ta có thể sử dụng tùy vào nhu cầu của cả gia đình cũng như là kinh doanh. Những trang tiếp theo thì quý vị sẽ thấy là mặt bằng thi công nè, cụ thể chi tiết hơn về các kích thước liên quan đến các khu vực chức năng cũng như là các trục trong công trình. Tiếp tục thì sẽ là mặt đứng AC. Chia sẻ với quý vị về chiều cao công trình thì ở tầng 1 sẽ là 3,9m, tầng 2 là 3,6m và tầng 3 là 3,3m. Từ đó nếu như mà chúng ta tính từ cốt sàn, cốt 00 lên đến phần trên cùng sẽ là 10,8m thì đây cũng là một con số rất là lý tưởng. Khi mà nhìn vào công trình thì cao ráo, tuy nhiên thì so với kích thước chiều ngang vẫn đảm bảo được một sự cân đối hài hòa về mặt tỷ lệ trong công trình. Tại mặt cắt 1.1 thì quý vị sẽ thấy cụ thể hơn về cấu tạo bên trong cũng như là các cấu kiện quan trọng. Vị trí mà chúng tôi đổ sàn bê tông cốt thép sẽ là sàn tầng 1, sàn tầng 2, sàn tầng 3 và phần trên cùng. Với nhà máy bằng thì thi công sẽ đơn giản hơn bởi vì chúng ta thấy là không đua mái. Và bên trên thì cũng không cần phải bị kèo hay lợp ngói gì cả, từ đó thì cũng sẽ góp phần tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên thì quý vị cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề chống nóng và chống thấm. Trang tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng xem qua mặt bằng nhà vệ sinh số 1 cũng như là mặt bằng lát sàn tại trang số 21. Đối với khu vực nhà vệ sinh thì cũng sẽ có một số vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Bởi vì nhà vệ sinh là môi trường ẩm ướt, đồng thời cũng rất là dễ ám mùi hôi. Vậy nên là cần phải có thêm ô thoáng, cửa sổ cũng như là quạt hút gió âm trần để đảm bảo không khí cũ mới được lưu thông vào ra một cách liên tục. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng cũng sẽ thoải mái hơn và đảm bảo tốt cho sức khỏe của chúng ta. Với phần tường của nhà vệ sinh thì quý vị nên ốp lát gạch lên đến trên cao, như vậy thì chúng ta sẽ tránh được tình trạng là bông tróc sơn, đống trong treo. Việc lau chùi vệ sinh cũng sẽ dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Còn phần trần thì quý vị có thể sử dụng trần thạch cao chịu ấm hoặc là trần nhựa đều được. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta chỉ sử dụng trần thạch cao thông thường thôi thì chắc chắn rất là dễ bị ẩm mốc sau thời gian sử dụng. Đó là một số vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Tiếp theo, tại mặt cắt 1.1 nhà vệ sinh thì quý vị sẽ thấy là
vị trí trần của nhà vệ sinh bao giờ cũng sẽ thấp hơn trần của các khu vực chức năng khác. Chúng ta cũng biết đây là khu vực diện tích bé thôi. Nếu như mà trần quá cao thì chắc chắn rằng khi mà chúng ta đứng bên trong sẽ cảm giác là không gian bị hút theo phía trên. Như vậy thì sẽ không thoải mái cho việc mà chúng ta khi mà sinh hoạt hoặc là sử dụng bên trong. Quý vị cũng có thể đổ thêm một tấm đan bê tông cốt thép ngay vị trí này thì chúng ta có thể tận dụng được khoảng hơn 1 mét làm khu vực nhà kho, cất vào đây những món đồ mà lâu lâu chúng ta mới dùng đến, đặc biệt là ở những với những ai mà ở khu vực miền Bắc đó quý vị. Đồ mùa đông thì chúng ta chỉ sử dụng trong khoảng 2-3 tháng thôi. Và những tháng còn lại thì hoàn toàn có thể cất vào khu vực kho. Như vậy thì sẽ giúp cho công trình của chúng ta gọn gàng hơn rất là nhiều. Đây là mặt bằng bố trí cửa trong công trình. Mỗi tầng thì sẽ có một mặt bằng riêng quý vị. Với những vị trí nào ký hiệu bắt đầu bằng chữ D thì sẽ là cửa đi, bắt đầu bằng chữ S thì sẽ là cửa sổ. Và công trình này thì sẽ có hai lối tiếp cận quý vị, một lối cửa chính và một lối cửa đi tại sảnh phụ. Thì về cơ bản có hai lối tiếp cận như thế này chúng ta cũng đã tiện cho việc di chuyển cũng như là giải pháp lấy vào không khí và ánh sáng cho công trình của chúng ta. Tại mặt bằng cửa thì chúng tôi cũng sẽ có kích thước chẳng hạn như là cửa chính D1 là 2700 x 2700 mm. Cửa đi tại sảnh phụ D4 sẽ có kích thước là 1400 x 2700 mm, hoặc là cửa sổ tại khu vực phòng khách đi thì sẽ là 2500 x 2700 mm. Tương tự như vậy thì quý vị cũng có thể xem cho những vị trí cửa còn lại trong công trình. Tại hồ sơ này thì chúng tôi trình bày rất là cụ thể và chi tiết. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng xem qua, đó chính là trang mặt bằng trần và đèn. Dựa vào đây thì chúng tôi sẽ có các ký hiệu nè quý vị, chẳng hạn như số 1 sẽ là trần ốp thạch cao khung xương chìm, bản matix lăng sơn hai nước màu trắng bằng đế dầm. Số 2 sẽ là trần ốp thạch cao khung xương chìm, bản matix lăng sơn hai nước màu trắng thấp hơn đế dầm 150mm. Rồi tiếp tục số 3 là trần vệ sinh ốp thạch cao chống ẩm nè. Số 4 là trần đổ bê tông cốt thép tại chỗ và số 5 sẽ là ốp gỗ nhựa. Kèm với đó, chúng tôi cũng sẽ có các ký hiệu để chỉ những thiết bị chiếu sáng tại từng khu vực chức năng. Và như vậy thì nhìn vào khu vực phòng khách, quý vị sẽ thấy là tại đây sẽ có đèn chùm quạt trần. Tương tự thì tại khu vực phòng bếp ăn cũng sẽ có một đèn trần nữa quý vị. Để xem cụ thể và chi tiết hơn thì chúng ta có thể chuyển sang hồ sơ điện nước. Trong hồ sơ này thì tất cả những vấn đề về thi công điện nước cũng như là sử dụng bao nhiêu vật liệu, trang thiết bị thì chúng tôi đều có bản thống kê rất là chi tiết rồi. Quay trở lại với việc chiếu sáng trong công trình thì tại tầng 1 nè quý vị, dựa vào những ký hiệu chúng ta sẽ dễ dàng thấy, như chúng tôi cũng vừa chia sẻ về đèn chùm quạt trần rồi. Bên cạnh đó hệ thống chiếu sáng chủ yếu sẽ là đèn đeo lai âm trần nè quý vị. Đặc biệt là vị trí khu vực cầu thang thì chúng tôi sẽ còn có thêm đèn gắn tường cầu thang. Đây, chính là đèn gắn tường cầu thang ha. Và những vị trí mà chúng ta thấy có hình chấm đen vuông vuông như thế này, đó chính là đèn LED và sẽ được đặt âm bậc cầu thang. Cầu thang mà có thêm thiết kế đèn thì đầu tiên là sẽ đẹp hơn về thẩm mỹ, là giúp cho không gian nội thất của chúng ta đẳng cấp hơn. Tiếp theo là việc di chuyển cũng sẽ an toàn hơn, đặc biệt là đối với những công trình có người lớn tuổi nè quý vị. Tương tự thì ở những trang tiếp theo chúng ta sẽ xem, đó chính là mặt bằng chiếu sáng thông gió ở tầng 2, tầng 3, rồi tiếp theo sẽ là mặt bằng bố trí ổ cắm Internet. Chẳng hạn như là hai bên đầu giường thì bao giờ chúng tôi cũng sẽ có ổ cắm. Ở đây quý vị thấy là có ký hiệu màu đen như thế này và tra tại những cái ô ký hiệu thì chúng ta sẽ thấy đó chính là ổ cắm đôi loại 3 cực 250V 16A. Tương tự như vậy thì quý vị cũng có thể xem cho những trang tiếp theo. Về vấn đề điện nước thì chúng tôi sẽ trình bày ở nửa cuối hồ sơ, chủ yếu là liên quan đến vấn đề cấp và thoát nước trong công trình. Cứ như vậy, dựa vào đây thì đơn vị thợ sẽ rất là dễ dàng thi công thực hiện. Hồ sơ thứ ba đó chính là hồ sơ kết cấu. Với công trình này, sau khi tính toán cân nhắc giữa tải trọng cũng như là tính chất nền đất thì chúng tôi quyết định lựa chọn đó chính là móng đơn bê tông cốt thép. Và tại mặt bằng móng thì quý vị sẽ thấy cụ thể hơn về hình dáng. Chúng tôi cũng sẽ có trình bày để quý vị thấy được cụ thể về cấu tạo của móng đơn tại trang số 8 nè quý vị, móng đơn 1, móng đơn 2 vân vân. Và một thông tin cũng rất là quan trọng đó chính là bản thống kê cốt thép để gia chủ có thể là đảm bảo được giám sát một cách tốt nhất chất lượng công trình, tránh việc đơn vị thợ tự ý cắt xén, bởi vì phần kết cấu là một trong những phần mà rất là dễ bị cắt xén và hao hụt về mặt sắt thép. Đây, một số thông tin rất là cụ thể trong hồ sơ kết cấu đến 53 trang quý vị nha.
Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị một công trình mái bằng được thiết kế theo phong cách rất là hiện đại của gia đình chị Hiền có địa chỉ tại Lâm Thao, Phú Thọ. Nếu quý vị yêu thích những thiết kế của chúng tôi và đồng thời có nhu cầu thiết kế cũng như là thi công xây dựng thì có thể gọi đến Móc Hôm số hotline đó chính là 096-445-8888, 092-40-99999, 082-81-33333. Đây cũng là những số có Zalo cho nên quý vị cũng có thể liên hệ qua Zalo để được hỗ trợ và tư vấn. Văn phòng làm việc của Móc Hôm thì được đặt tại ba miền Bắc, Trung và Nam, tương ứng với Hà Nội, Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Rất là hoan nghênh quý vị có thể đến trực tiếp để làm việc với các kiến trúc sư và tham quan showroom vật liệu của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.